Và như vậy, đợt chạy hưởng ứng của các đồng chí lãnh đạo, của các cụ ông, cụ bà, câu bộ thi dục dưỡng sinh và các em học sinh cũng đã được xuất phát. Đây là niềm động lực để cổ vũ tinh thần và góp phần thực hiện thắng lợi hoạt động phong trào thi dục thể thao trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Và đặc biệt trong mùa giải năm nay sẽ là điều động lực để cổ vũ cho các vận động viên của các đơn vị tham gia hoàn thành xuất sắc các cự ly thi đấu của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đợt chạy đồng hành của các đồng chí lãnh đạo, của các cụ ông, cụ bà thi dục dưỡng sinh và các em học sinh là đợt chạy thi đấu chính thức trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là cự ly 1.500m nữ khối phòng giáo dục và đào tạo. Đây là một trong những nội dung cũng rất đáng được đợi xem để có thể phát hiện những tài năng thể thao học đường, trong đó đặc biệt đó là bộ môn việt giã và bộ môn điền kinh cho tỉnh nhà. Khối chạy hưởng ứng cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Và như vậy khối chạy hưởng ứng cũng đã hoàn thành cự ly của mình. Vừa rồi các đồng chí lãnh đạo, các cụ ông, cụ bà, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thành phố Tam Kỳ và các em học sinh cũng đã kết thúc đợt chạy hưởng ứng cổ vũ cho giải đấu và động viên các vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc nhất. Trước khi đón xem các nội dung thi đấu của giải, mời quý vị có bạn theo dõi phóng sự ngắn phản ánh đôi nét về giải Việt giã báo Quảng Nam, sự chuẩn bị tham gia giải của các vận động viên, các đơn vị và công tác chuẩn bị của ban tổ chức giải. Là một hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, giải Việt giã truyền thống báo Quảng Nam mở rộng lần thứ 24 năm 2020 tranh cúp Agribank sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 năm 2020 tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ. Tại cuộc họp báo được tổ chức trước giải, ban tổ chức giải cho biết năm nay có gần 120 đoàn với trên 1.800 vận động viên, trưởng đoàn, huấn luyện viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các trường trung học phổ thông, dân tộc nội trú, phòng giáo dục đào tạo, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, khối lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam tham gia. Giải năm nay có sự tham gia của 10 đoàn vận động viên của các tỉnh ngành có phong trào thể dục thể thao mạnh trên toàn quốc như đoàn quân đội, Quảng Trị, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, Lai Châu, Kon Tum. Với cái tính chuyên nghiệp cao, trong rút kinh nghiệm từ những cái mùa giải trước, cho nên là năm nay chúng tôi triển khai nhanh chóng và đồng bộ tất cả các lĩnh vực để đảm bảo cho cái giải Việt giã chúng ta có thể khai mạc ngay trước thềm đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai, xem như là một cái hoạt động thể thao tạo cái niềm mà vui tươi phấn khởi để chào mừng cái sự kiện đại hội đảng bộ tỉnh. Năm nay chúng tôi đặc biệt lưu ý đến cái việc là công tác y tế để đảm bảo cho an toàn phòng dịch. Tất cả các vận động viên đến Quảng Nam thi đấu trong mùa giải này đều phải thực hiện khai báo y tế và đều phải được khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, có xác nhận đủ điều kiện sức khỏe của các cơ quan chức năng. Sau 23 lần tổ chức thành công và gây được tiếng vang trong khu vực, lần thứ 24 giải Việt giã truyền thống báo Quảng Nam tiếp tục được mở rộng, quy tụ nhiều đoàn thể thao mạnh với những gương mặt xuất sắc tại các đấu trường trong nước và khu vực. Đây có thể xem là cơ hội tốt để các vận động viên Quảng Nam cọ sát với các đội mạnh, từng bước nâng tầm thi đấu của mình, góp phần vào đem thành tích về cho thể thao đất Quảng. Thực tế, suốt nhiều năm nay, từ giải đấu này đã đóng góp cho thể thao Quảng Nam những nhân tố tích cực, thi đấu đạt được vị trí cao tại các sân chơi điền kinh khu vực và cả nước. Đã có những tác động tích cực đối với phong trào thể thao thành tích cao của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là trong đó đội điền kinh của Quảng Nam cũng đang có những bước khởi sắc, đã có những vận động viên được gọi vào tập trung đội tuyển quốc gia và một số môn khác cũng có những vận động viên được tập trung đội tuyển quốc gia và tạo động lực cho các em xem đây là cơ hội để được thưởng thức cũng như là phấn đấu và rèn luyện để cống hiến tốt hơn cho thể thao tỉnh nhà. Năm nay là chúng ta thay đổi cái đường chạy. Quảng Nam là chúng ta chạy quanh trên cái thành phố của Tam Kỳ
Hôm nay chúng ta chạy trên cái đường trục đường Hồng Vương, toàn bộ là 6 cái nội dung, 14 cái nội dung của thi đấu và 6 cái toàn đoàn là chúng ta chạy trên toàn bộ cái trục đường Hồng Vương. Và năm nay có một cái điểm mới là chúng ta giảm một cái khối học sinh sinh viên do là điều kiện Covid, cho nên có học sinh các trường tập trung nó chưa đầy đủ. Với 14 nội dung thi đấu của 6 khối tham gia cùng với sự có mặt của rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp có thành tích cao, giải biệt giả truyền thống Bá Quảng Nam năm nay hy vọng sẽ trình diễn những cuộc tranh tài đầy gây cấn, hấp dẫn trên đường chạy để thêm một lần nữa tạo nên mùa giải thành công ngoài mong đợi, để lại ấn tượng đậm nét cho người xem trực tiếp tại hiện trường và cả những khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp qua màn ảnh nhỏ trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cũng như các đơn vị về tham gia giải. Và như vậy nội dung 1.500 mét nữ khối phòng dục đào tạo đã được xuất phát. Ở nội dung này có 43 vận động viên đến từ 12 đoàn thuộc các đơn vị, 8 đơn vị khối huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và 4 đơn vị huyện miền núi. Lộ trình của đoạn đường này, các vận động viên xuất phát từ quảng trường 24 tháng 3 và tiếp tục chạy trên trục đường Hùng Vương, sau đó vòng qua ngõ tư Lê Lợi, Hùng Vương rồi về đích tại lễ đài. Đây là một trong những nội dung cũng rất được chú ý quan tâm trong phong trào việt giả của tỉnh nhà. Vận động viên có số đeo 027 Nguyễn Thị Thu Hào của phòng giáo dục đào tạo Hiệp Đức đang tạm giảng đầu ở những mét đầu của cự ly 1.500 mét của mình. Vận động viên có số đeo 022 cũng đã có được một lợi thế nhất định của mình khi đã vươn lên. Đây là vận động viên Lưu Khả Yến của đơn vị phòng giáo dục đào tạo huyện Thăng Bình. Tại nội dung này năm ngoái thì giải nhất thuộc về đơn vị huyện Duy Xuyên và giải toàn đoàn đã thuộc về đơn vị phòng giáo dục đào tạo thị xã Điện Bàn. Như chúng tôi cũng đã nhắc đến thì hai đơn vị này có sự quan tâm và chú trọng phát triển đến bộ môn thể thao trong học đường, trong đó đặc biệt là bộ môn việt giả. Khả Yến vẫn giữ được một khoảng cách an toàn đối với vận động viên chạy sau mình, đó là vận động viên mang áo số đeo 18 Quỳnh Thị Bích Tiên của đơn vị phạm dục đào tạo huyện Duy Xuyên. Bích Tiên đã vươn lên. Nói về khối phòng dục đào tạo thì sau năm trước năm 2019 thì vị trí nhất tân đoàn luôn thuộc về các đơn vị và đặc biệt đó là đơn vị huyện Duy Xuyên. Tuy nhiên năm 2019 vừa rồi thì đơn vị thị xã Điện Bàn cũng đã xoán ngôi và cho thấy được họ có sự tính toán kỹ trong chiến lược phát triển việt giả của mình. Và như vậy nội dung 2.000 mét nam khối phòng dục đào tạo cũng đã được xuất phát. Các vận động viên nữ khối 1.500 mét nữ cũng đã dần dần gần hoàn thành cự ly của mình và sau đó ban tổ chức đã cho nội dung 2.000 mét nam khối phòng dục đào tạo cũng được xuất phát. Sự so kè giữa hai vận động viên có số đeo 18 và 22 và vận động viên có số đeo 022 Lưu Khả Yến của phòng giáo dục đào tạo Thăng Bình cũng đã tạm bước lên. Sự nỗ lực của Khả Yến năm vận động viên nằm trong top đầu của năm 2019 năm nay không có trong danh sách đăng ký thi đấu của các đơn vị và điều đó chúng ta cũng dễ hiểu, các vận động viên cuối cấp của các đơn vị cũng đã chuyển cấp, chính vì thế nên những vận động viên thế hệ trẻ và những vận động viên nối tiếp đang thể hiện tốt khả năng của mình. Và chúng ta đến với nội dung 2.000 mét nam khối phòng dục đào tạo, vận động viên đang dẫn đầu đó là vận viên có số đeo
040 Phạm Quốc Chiến của đơn vị Phạm Dục Đào Tạo Tam Kỳ. Các vận động viên nữ 1500m khẩu phạm dục đào tạo cũng đã gần hoàn thành cự ly của mình. Vận động viên có số đều 016 Phan Thị Bảo Trâm của đơn vị phạm dục đào tạo Hội An đang dần dần cán đích. Và như vậy Bảo Trâm đã hoàn thành cự ly của mình. Một thành tích xuất sắc dành cho vận động viên Phan Thị Bảo Trâm đến từ phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hội An. Các vận động viên cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Sự khai màn của nội dung 1500m nữ khối phòng giáo dục đào tạo và 2000m nam. Điều này cũng đón nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả cũng như là những tuyển trạch viên đối với tài năng phát triển tài năng thể thao học đường, trong đó có bộ môn Việt giả và điền kinh đối với tỉnh nhà. Tống Khinh Hưng, đơn vị của phòng dục đào tạo Điện Bàn cũng đang có được một vị trí cái này nó là khá tốt ở nội dung 2000m nam dành cho khối của mình. Ở nội dung này thì đồng đội ở năm 2019 thì thị xã Điện Bàn đã giành vị trí nhất đồng đội nam. Vị trí thứ hai đồng đội nam ở nội dung này thuộc về đơn vị Thăng Bình và Duy Xuyên xếp thứ ba. Và năm nay chúng ta chờ đợi xem có sự đổ ngôi nào không. Những bước sải chân có thể nói là đầy nỗ lực của các vận động viên trẻ. Mời các vận động viên nội dung 3000m nam khối phong trào về vị trí xuất phát. Lấy vật đích ngay vị trí xuất phát. Anh Việt dẫn đường. Bám sát Khánh Hưng, lúc này là hai vận động viên của phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Lộc. 3000m nam khối phong trào chuẩn bị. Lê Khắc Quý Trọng mang số báo danh 06 và Đoàn Ngọc Phúc mang số 07. Đợt thứ tư 3000m nam. Và như vậy đợt chạy thứ tư 3000m nam khối phong trào cũng đã được xuất phát. Ở nội dung 3000m nam phong trào có sự tham gia của 90 vận động viên đến từ ba đoàn thuộc các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Đây là khối có số lượng vận động viên khá đông. Tống Khinh Hưng vẫn đang cho thấy được sự nỗ lực của mình, đang tạm dẫn đầu ở nội dung 2000m nam khối phòng giáo dục và đào tạo. Phong trào việt giả học đường của thị xã Điện Bàn trong những năm gần đây có sự đầu tư. Chính vì thế nên năm 2019 họ đã giành vị trí có thể nói là khá tốt và vượt qua Duy Xuyên, đơn vị có thể nói là kỳ cựu trong phong trào việt giả học đường. Và năm nay không biết là đơn vị thị xã Điện Bàn họ được giữ vững được ngôi đầu hay không thì chúng ta chờ đợi xem sau khi kết thúc hai nội dung, đó là nội dung 1500m nữ và 2000m nam khối phạm dục đào tạo. Quý Trọng mang số đều 006 cũng đã bám sát Khánh Hưng. Ở nội dung 3000m nam khối phong trào thì vận động viên có số đều 035 Dư Râm Huy của Công an tỉnh Quảng Nam cũng đang tạm dẫn đầu.
Và như vậy vận động viên có số đeo 006 Lê Khắc Quý Trọng của đơn vị phòng dục đào tạo Đại Lộc đã vươn lên. Chúng ta có thể thấy được sự sung sức của vận động viên có số đeo 006 này. Một mình Quý Trọng nỗ lực ban về đích. Rất tiếc cho Tống Khánh Hưng khi những hơn suốt nửa chặng đường thì Khánh Hưng dẫn đầu. Tuy nhiên những mấy cuối thì Khánh Hưng đã đuối sức. Và chính vì thế thì sự nỗ lực của Quý Trọng cũng đã giúp cho anh có được một vị trí tốt. Và một mình anh ban về đích ở nội dung 2.000 mấy năm khối phòng giáo dục và đào tạo. Vâng, xin được chúc mừng vận động viên Lê Khắc Quý Trọng của đơn vị phòng giáo dục và đào tạo Đại Lộc đã hoàn thành xuất sắc cự ly của mình. Về vị trí thứ nhì đó là vận động viên có số đeo số 10 Tống Khánh Hưng của phòng giáo dục và đào tạo Điện Bàn. Xin chúc mừng vận động viên về vị trí thứ 3 đó là Võ Thành Nam của đơn vị phòng giáo dục và đào tạo Hội An. Và các vận động viên khối phòng giáo dục đào tạo ở nội dung 2.000 mấy năm cũng đã dần dần hoàn thành cự ly thi đấu của mình. Sự nỗ lực có thể nói rằng là quá xuất sắc của các vận động viên và đặc biệt là những niềm vui của các huấn luyện viên và những người thầy của các em. Thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có thể nói là khá dịu mát. Điều đó cũng là một điều tốt giúp cho các vận động viên bớt lo về mặt thể lực. Họ tập trung chuyên môn và hoàn thành xuất sắc các cự ly thi đấu của mình. Nội dung đổi mới trong năm 2020 này, ban tổ chức bố trí cụm đường chạy trên trục đường Hùng Vương. Và có thể nói là quang cảnh có thể nói là khá đẹp và cho những góc quay chúng ta rất rõ nét. Ở nội dung 3.000 mét nam khối phong trào, chúng ta cũng cần quan tâm chú ý đến các vận động viên đã thi đấu xuất sắc ở mùa giải năm 2019. Đặc biệt đó là vận động viên Đỗ Thanh Ly của đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Vận động viên đã giành huy chương vàng năm 2019. Trong top 10 vận động viên về đầu ở khối phong trào năm 2019 thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã góp tới 7 vận động viên. Trong đó có vận động viên huy chương vàng Đỗ Thanh Ly, huy chương bạc A Lan Nam. Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thì vận động viên năm nay có số đeo 66 Co Sĩ cũng là một trong những nhân tố mà chúng ta cũng rất đáng đợi quan tâm. Chúng ta quay lại với nội dung 3.000 mét nam khối phong trào. Hiện tại vận động viên đang dẫn đầu có số đeo 005 Bùi Riêu Cứu đến từ đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thứ 5, 5.000 mét nam khối cốt huyện thị xã thành phố Đồng Bàng và cốt huyện miền núi chuẩn bị. Và như vậy nội dung 5.000 mét nam khối đồng bằng và miền núi cũng đã được xuất phát. Đây cũng là nội dung rất đáng được chờ đợi và quan tâm của các đơn vị.
vận động viên có số đều 005 bờ rêu cứu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn đang tạm dẫn đầu. Và những vị trí dẫn đầu tính thời điểm tại ban chúng tôi quan sát đều thuộc về các vận động viên đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Trên màn nhỏ quy của bàn đây là nội dung thi đấu 5.000 m nam khối các huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng và miền núi. Đối với khối phong trào, các vận động viên được tập luyện kỹ càng. Sau khi có điều lệ và thông báo từ ban tổ chức thì các đơn vị đã tập luyện một cách nghiêm túc để có một thành tích xuất sắc ở mùa giải Việt giã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ 24 năm 2020 này. Năm 2019, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cũng đã có được thành tích tốt. Họ xoán ngôi đơn vị có phong trào việt giã mạnh, đó là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Vận động viên có số đều 34 Dư Râm Hồng Linh của đơn vị Công an tỉnh Quảng Nam đang có được vị trí dẫn đầu ở nội dung 3.000 m nam khối phong trào. Sự xuất sắc của vận động viên đến từ Công an tỉnh Quảng Nam. Khá khỏe và như vậy Jerome Hồng Linh cũng đã cho thấy được sự nỗ lực của mình ở những mét cuối cùng của nội dung 3.000 mét nam khối phong trào. Những bước chạy khỏe khoắn ở những đoạn nước rút cuối cùng của mình. Và xin được chúc mừng vận động viên Dư Râm Hồng Linh của đơn vị Công an tỉnh Quảng Nam. Một niềm vui được thể hiện rõ mắt trên khuôn mặt của Hồng Linh. Và vận động viên 006 Bùi Riễu Nhìn của ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp tục nỗ bước Hồng Linh về vị trí thứ nhì. Và như vậy các vận động viên ở nội dung 3.000 mét nam khối phong trào cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Sự nỗ lực của các vận động viên khối phong trào cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Dù không có thành tích tốt, tuy nhiên các vận động viên cũng cố gắng để có được một vị thứ hạng cao để tính đồng đội và toàn đoàn đối với khối của mình. Và đặc biệt đó là điều chiến thắng bản thân của mỗi vận động viên là điều quan trọng và đặt lên hàng đầu đối với các vận động viên ở bộ môn việt giã này. Còn đây là các vận động viên ở nội dung 5.000 mét nam khối huyện miền núi và đồng bằng. Các nội dung thi đấu được nối đuôi nhau. Đây là điều mà ban tổ chức cũng có tính tới sự đổi mới trong cách thức tổ chức ở mùa giải năm 2020 này. Kết quả của đợt 1, đợt 2, 1.000
với sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên thi đấu ở 14 nội dung của giải. Do đó, để đảm bảo thời gian thi đấu, ban tổ chức sẽ liên tục cho các nội dung thi đấu xuất phát theo hình thức nối đuôi, thay cho việc tổ chức cuốn chiếu các nội dung thi đấu như trước đây. Để đáp ứng tốt công tác chuyên môn và điều hành giải, ban tổ chức đã huy động và tổ chức tập luyện cho các trọng tài tham gia giải điều hành giải. Giải lần này có số lượng trọng tài đông nhất điều hành giải với quy mô cấp tỉnh. Vận động viên có số đều 006 Phạm Trường của đơn vị Đại Lộc cũng đang so kè với vận động viên có số đều 018 Võ Viết Trình của Hậu An. Và trên màn hình nhỏ quý các bạn, đây là nội dung thi đấu của 5.000 mét nữ và 10.000 mét nam khối hệ đầu tiên. Ở mùa giải năm nay có các đoàn đơn vị mạnh ở nội dung 5.000 mét nữ và 10.000 mét nam hệ đầu tiên như là Quảng Trị, Công Tâm, Thanh Hóa, Trung tâm huấn luyện và thi đấu vận động viên Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và đơn vị Lai Châu cũng về với Quảng Nam để tham dự mùa giải Việt giã truyền thống báo Quảng Nam trên cấp Ariban lần thứ 24 năm 2020 này. Phương Nhung cũng đã có những bước sải chân và tạm dẫn đầu những mét đầu tiên. Vận viên có số đều 001 Trần Phương Nhung đến từ đơn vị Đắk Nông. Các vận động viên nam chạy 2 vòng từ vạch xuất phát tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ trên trục đường Hùng Vương và vòng cua ngay ngã tư Trần Cao Văn và Hùng Vương và chạy về lại với quảng trường 24 tháng 3. Còn đối với các vận động viên nữ, họ chỉ thi đấu 1 vòng. Chúng ta trở lại những hình ảnh của nội dung thi đấu 5.000 mét nam khối các huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng và miền núi. Và đây là thành tích của cự ly 1.500 mét nữ khối phòng giáo dục đào tạo. Huy chương vàng thuộc về Phạm Thị Ngọc Diệu của đơn vị Phạm Dục Đào tạo Điện Bàn. Huy chương bạc Bích Tiên của đơn vị Phạm Dục Duy Xuyên. Huy chương đồng thuộc về Thảo Ly của đơn vị Phạm Giáo dục Đào tạo huyện Duy Xuyên. Vị trí thứ tư Lưu Khả Yến của đơn vị Thăng Bình. Và vị trí thứ năm thuộc về Xuân Nhi của đơn vị Phạm Giáo dục Đào tạo huyện Duy Xuyên. Xin chúc mừng các vận động viên. Kết quả 5.000 mét nam khối phòng giáo dục, huy chương vàng lên các quý trạng phòng giáo dục Đà Lạt. Huy chương bạc Tống Khánh Ân. Trong các vận động viên nam thi đấu ở nội dung 10.000 mét nam, chúng ta rất được quan tâm và chờ đợi đến vận động viên có số đều 001 Lê Quang Hòa, chủ nhân của tấm huy chương vàng ở mùa giải năm 2019 giải báo Quảng Nam của chúng ta. Đây là vận động viên tài năng đến từ đơn vị Quảng Trị. Cùng thi đấu ở nội dung này thì chúng ta cũng hết sức chờ đợi sự nỗ lực của các vận động viên đồng đội của đơn vị Thanh Hóa như Lê Trung Đức, Lê Văn Thao hay là Hà Văn Nhật. Đây là ba vận động viên đã có thành tích xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam tuyển 10 km giữa nội dung giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo tiền phong được tổ chức tháng 5 vừa rồi tại huyện đảo Lý Sơn. Ban tổ chức đang trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc ở nội dung 1.500m nữ khối phòng giáo dục và đào tạo. Cảm ơn thầy
Nguyễn Hoàng Nam, mời thầy Nguyễn Hoàng Nam tiếp tục ở lại trao giải đồng đội cho ba đơn vị đoạt giải đồng đội. Cảm ơn các vận động viên, chúc mừng các em thi đấu xuất sắc. Đối với nội dung thi đấu 10.000 mét nam và 5.000 mét nữ của khối các vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước, ở nội dung đăng ký này chúng ta thấy được các đoàn vận động viên đăng ký có phong trào Việt giả mạnh như là Quảng Trị, Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng, Lai Châu, Kon Tum và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng. Việc mở rộng đối tượng tham dự từ các tỉnh thành trong toàn quốc là dịp để các vận động viên giao lưu, cọ sát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Trong những năm qua đã có hàng chục vận động viên hàng đầu quốc gia, trong đó có nhiều nhà vô địch Á quân ở các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục, chọn giải Việt giả báo Quảng Nam làm nơi thể hiện tài năng của mình. Có thể nói đến những cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ điền kinh Việt Nam như là Đỗ Thị Thảo, Phạm Thị Bình, Phạm Tiến Sản, Đỗ Quốc Lực, Bùi Thế Anh, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Dương Văn Thái. Điều này đã góp phần tạo nên cho giải thêm phần hấp dẫn. Xin chúc mừng kết quả thi đấu của khối nữ Phạm Duy. Ở nội dung 5.000 mét nữ hệ đội tuyển các thành phố, tỉnh, ngành thì chúng ta cũng hết sức quan tâm đến vận động viên có số đeo 008 Lê Thị Lan của đơn vị Thanh Hóa. Các vận động viên nam 5.000 mét khối huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng và miền núi cũng đã dần dần gần hoàn thành cự ly của mình. Thứ năm, kết quả thứ năm 2.000 mét nam khối Phạm Duy Dũng đào tạo, Ngô Văn Hoàng Tây, Phạm Duy Dũng đào tạo hiện ba. Trần Phương Nhung, đơn vị đến từ đơn vị Đắk Nông cũng đã cho thấy được mình có được một vị trí tốt, đang tạm dẫn đầu ở nội dung 5.000 mét nữ thì đội tuyển các tỉnh, thành phố và ngành. Vận động viên Hồ Văn Thung của đơn vị Phước Sơn cũng đang có được vị trí tốt dẫn đầu của mình. Rất bất ngờ, tuy không được đánh giá cao, tuy nhiên trong khoảng thời gian khi mà xuất phát nội dung 5.000 mét nữ thì đội tuyển thì vận động viên có số đeo 001 Trần Phương Nhung đã cho thấy thế vững chắc của mình ở cự ly này. Trong nội dung 5.000 mét nữ chúng ta cũng hết sức quan tâm đến vận động viên có số đeo 012 Nguyễn Thị Thanh Phúc đến từ đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Đà Nẵng. Đây là vận động viên đi bộ hàng đầu quốc gia, một kỷ lục gia đi bộ của quốc gia cũng về đăng ký tham gia với mùa giải năm nay của giải Việt giả truyền thống báo Quảng Nam. Phòng giáo dục đào tạo thành phố Hội An. Thứ tư, Đặng Văn Ý, phòng giáo dục Duy Xuyên. Thứ năm, Ngô Văn Hoàng Kỳ, phòng giáo dục Điện Bàn. Về đồng đội nam, nhất phòng giáo dục đào tạo thị xã Điện Bàn, nhì phòng giáo dục đào tạo Đại Lộc. Những bước sải chân vững chắc của các vận động viên khối huyện, thị xã, thành phố ở nội dung 5.000 mét nam. Phòng giáo dục đào tạo huyện Duy Xuyên, 3 phòng giáo dục đào tạo huyện Đại Lộc. Như vậy chúng tôi lần lượt trao cá nhân nam, đồng đội nam và khối cộng đoàn phòng giáo dục đề nghị các thầy cô giáo và các đoàn vận động viên chúng ta chuẩn bị. Chúng tôi chúng ta thấy nhìn thấy rõ là vận động viên có số đeo 012 Nguyễn Thị Thanh Phúc đến từ Trung tâm Huấn luyện Đào tạo và vận động viên Đà Nẵng.
đề nghị buộc phần lễ lên. Trên màn hình nhỏ quý vị có bạn, đây là trao thưởng ở nội dung 2.000m khối phòng giáo dục và đào tạo. Vận động viên có số đều 013 Bùi Hữu Bằng của đơn vị Tây Giang cũng đã xuất sắc gần gần hoàn thành cự ly của mình. Một sự nỗ lực cuối cùng của vận động viên Bùi Hữu Bằng, và xin được chúc mừng vận động viên có số đều 013 Bùi Hữu Bằng đến từ đơn vị Tây Giang. Và ở mùa giải năm 2019, Bùi Hữu Bằng cũng giành huy chương vàng ở nội dung này của khối miền núi. Các vận động viên khối huyện miền núi và đồng bằng cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Một sự nỗ lực và đáng khen ngợi dành cho các vận động viên thể hiện ở nội dung 5.000m nam của mình. Ở mùa giải năm nay thì khối liên đoàn lao động của các huyện, thị xã, thành phố không tham gia. Chính vì thế nên các vận động viên tập trung vào hệ đội tuyển của các huyện, thị xã, thành phố, nên sự cạnh tranh rất quyết liệt ở nội dung này đối với các huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng và miền núi ở nội dung 5.000m. Đối với nội dung cấp huyện, thị xã, đồng bằng và miền núi thì có 3.000m dành cho nữ ở nội dung đợt chạy thứ 11 trong buổi sáng ngày hôm nay. Và rất bất ngờ, vận động viên đang dẫn đầu ở nội dung 5.000m nữ đó là vận viên có số đều 012 Nguyễn Thị Thanh Phúc. Có thể nói đây là vua đi bộ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Thanh Phúc chuyển sang một bộ môn mới đó là việt giã, thì Thanh Phúc đã cho thấy được sự đẳng cấp của mình ở nội dung này trên đường chạy Hùng Vương của giải việt giã truyền thống báo Quảng Nam. Năm 2016 thì Thanh Phúc đã tính chuyện giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và động viên từ gia đình và các bạn huấn luyện thì Thanh Phúc đã trở lại vào năm 2018. Và sự trở lại của Thanh Phúc đã cho thấy được sự bền bỉ của vận động viên đi bộ, và chị đã lập kỷ lục ở nội dung 10 km đi bộ của mình sau 11 năm nắm giữ, cũng chính do chị nắm giữ, và điều đó đã thúc đẩy chị. Và mùa giải năm nay chúng ta thấy được là những bước chạy thanh thoát của Thanh Phúc trên quãng đường Hùng Vương tại tỉnh Quảng Nam ở giải việt giã truyền thống lần thứ 24 này. Người em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thanh Ngân cũng tham gia ở nội dung 10.000m nam, và Thanh Ngân cũng là một trong những vận động viên đi bộ của quốc gia, và anh đã 10 năm liên tiếp vô địch ở nội dung đi bộ 20 km nam. Những bước chạy đều đặn, thanh thoát và sự bền bỉ, nỗ lực, ý chí của vận động viên đã từng 11 lần vô địch ở nội dung đi bộ và đã đóng góp nhiều huy chương vàng đối với phong trào thể dục thể thao, trong đó bộ môn đi bộ đối với trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên Đà Nẵng. Sau đợt chạy 10.000m nam và 5.000m nữ hệ đội tuyển thì đợt chạy thứ 7 là nội dung 1.500m nữ khối trung học phổ thông cũng được diễn ra. Trong những vận động viên dẫn đầu nội dung 10.000m nam khối hệ đội tuyển thì chúng tôi thấy được Lê Quang Hoa đang có mặt ở top đầu này. Kết quả 3.000m nam khối phong trào, huy chương vàng Gia Lâm Hồng Linh. Vận động viên có số đều 009 Lê Văn Thao
Đây là một thành phố mà chúng tôi cũng đã đề cập đến, hết sức quan trọng, đang tạm dẫn đầu với Lê Quang Hoa. Thứ tư, ta sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Những bước chạy nhẹ nhàng, thanh thoát cộng với những pha nước rút thần tốc đã tạo nên thương hiệu mà bất cứ khán giả nào cũng chờ đợi đến mùa giải Việt giã truyền thống báo Quảng Nam để chiêm ngưỡng những vận động viên hàng đầu quốc gia về với địa bàn tỉnh Quảng Nam để thi đấu nội dung 5.000 m nữ và 10.000 m nam hệ đội tuyển này. Thanh Phúc bỏ khá xa các đối thủ của mình ở phía sau. Ở giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được tổ chức tháng 5 vừa rồi tại huyện đảo Lý Sơn thì Lê Quang Hòa thi đấu không tốt, và ở mùa giải Việt giã lần này anh cũng sẽ cố gắng lái được đầy được phong độ của mình để có những bước tấn bóng tiếp theo tham gia những giải vô địch quốc gia cũng như là những giải cấp khu vực được tổ chức trong năm 2021. Nam đã hoàn thành cự ly một vòng, tiếp tục vòng thứ hai, nữ đang trên đường về đích cự ly 5.000 m. Các vận động viên nam đã hoàn thành được 5.000 m và tương đương với 0.1 vòng. Và các vận động viên nữ cũng đang dần dần hoàn thành cự ly 5.000 m của mình. Vẫn là vận động viên có số đều 012 Nguyễn Thị Thanh Phúc. Một sự nỗ lực đáng khen ngợi dành cho vận động viên đến từ thành phố Đà Nẵng này. Ở nội dung đồng đội nữ năm 2019 thì đồng đội nữ giải nhất đồng đội thuộc về Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Đà Nẵng, giải nhì thuộc về đơn vị Quảng Bình và giải ba Bình Định. Tuy nhiên thì năm nay các đơn vị không tham dự cùng với mùa giải Việt giã của chúng ta. Ở năm 2019 về vị trí toàn đoàn thì những đơn vị mạnh như là Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Đà Nẵng đã giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về đơn vị Quảng Bình và giải ba thuộc về đơn vị Khánh Hòa. Nam 10.000 m tiếp tục vòng thứ hai, nữ 5.000 m về đích. Vâng, một sự nỗ lực đáng khen ngợi và những mét cuối cùng ở nội dung 5.000 m nữ. Xin được chúc mừng vận động viên có số đều 012 Nguyễn Thị Thanh Phúc đến từ Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Đà Nẵng. Một sự nỗ lực phi thường của vận động viên chuyên gia đi bộ, và lần này chị chuyển sang thi đấu môn Việt giã, và ngay lần đầu tiên thì chị đã giành huy chương vàng tại giải Việt giã truyền thống báo Quảng Nam lần thứ 24 năm 2020 này. Một lần nữa xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc. Trần Phương Nhung cũng đã tạm cho mình một vị trí có thể chấp nhận được. Đó là vị trí huy chương bạc ở nội dung 5.000 m nữ đội tuyển tỉnh thành phố. Và xin được chúc mừng vận động viên đến từ đơn vị Đắk Nông. Và huy chương đồng xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị Kiều Trang của đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Đà Nẵng. Như vậy là các vận động viên ở nội dung 5.000 m nữ hệ đội tuyển cũng đang dần dần hoàn thành cự ly của mình. Như chúng tôi đã nói thì trong buổi sáng ngày hôm nay, quang cảnh cũng như thời tiết trên địa bàn thành phố Tam Kỳ khá dịu mát. Điều đó đã giúp cho các vận động viên tập trung toàn bộ về mặt chuyên môn và hoàn thành sớm và tốt nhất cự ly của mình. Và điều đó đã thể hiện đây những bước chạy có thể nói là đầy tính chuyên môn và tính toán của các vận động viên. Đặc biệt đó là vận động viên có thể nói là quá xuất sắc, vận động viên mang áo số đeo 12 Nguyễn Thị Thanh Phúc đến từ Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Đà Nẵng đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung này. Thì sau đợt dịch Covid lần thứ hai được kiểm soát thì ban tổ chức cũng như là sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh thì giải Việt giã truyền thống báo Quảng Nam lần thứ 24 này được tổ chức. Đây là dịp để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 và tạo nên được một sự cú hích phong trào trở lại đối với phong trào thể dục thể thao của tỉnh nhà. Ở nội dung cự ly 2.000 m nam khối phòng dục đào tạo thì vận động viên giành huy chương vàng là
quý trọng của đơn vị giáo dục đào tạo Đại Lộc. Tống Khánh Hưng huy chương bạc ở đơn vị giáo dục và đào tạo huyện Điện Bàn. Huy chương đồng thuộc về vận viên Võ Thành Nam của đơn vị phòng giáo dục và đào tạo Hội An. Vị thứ tư thuộc về vận viên Đặng Văn Ý của đơn vị Duy Xuyên và thứ năm Hoàng Ký của đơn vị phòng giáo dục đào tạo Điện Bàn. Và tổ chức trao thưởng ở nội dung 3.000m nam khối phong trào. Chúc mừng kết quả thi đấu xuất sắc của các vận động viên khối phong trào. Chúng ta quay lại với nội dung 10.000m nam khối hiệp đầu tiên. Dẫn đầu vẫn là chàng sinh viên của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, vận viên có số đeo 001 Lê Quang Hòa. Dù bộn bề trong việc tập luyện và thi đấu các giải thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tuy nhiên Lê Quang Hòa vẫn miệt mài, và anh hiện tại là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Một sự nỗ lực vừa học vừa tham gia các hoạt động phong trào, và đặc biệt đó là thi đấu thành tích cao của vận động viên đến từ Quảng Trị này. Chúc mừng kết quả thi đấu xuất sắc giải phong trào của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Và như vậy, đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ Quân sự tỉnh Quảng Nam cũng được tặng cờ đơn vị có phong trào xuất sắc ở nội dung việt giã. Có 5 vận động viên đang tạm dẫn đầu. Lê Quang Hòa đến từ Quảng Trị, Hà Văn Nhật đến từ Thanh Hóa. Vận động viên có số đeo 16 Trịnh Quốc Lượng đến từ Bộ Tham mưu Bộ Biên phòng, Bộ đội Biên phòng. Một sự bước lên của vận động viên có số đeo 10 đó là vận động viên Hà Văn Nhật của đơn vị Thanh Hóa. Đây là vận động viên trẻ đầy tài năng của tỉnh Thanh Hóa. Hà Văn Nhật, Lê Trung Đức và Lê Văn Thao cũng đã thi đấu xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung thi đấu giải vô địch marathon và cự ly dài báo tiền phong được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn tháng 5 vừa rồi. Đã có sự bứt tốt nhẹ, các 3 vận động viên đang tạm dẫn đầu. Trong đó thì vận động viên Hà Văn Nhất cũng đang cho thấy được sự bền bỉ của mình, những bước chạy có thể nói là khá mạnh mẽ. Lê Quang Hòa vẫn đang bám sát Văn Nhật. Trịnh Quốc Lượng cũng đang cho thấy được sự nỗ lực bám đuổi của mình. Anh đang đứng ở vị trí thứ 3. Những yếu tố tính toán đối với bộ môn việt giã và đặc biệt đối với những vận động viên kỳ cựu như Lê Quang Hòa thì không biết điều gì có thể xảy ra. Và ở nội dung 10.000m nam khối hệ đội tuyển này, chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi thì các vận động viên sẽ hoàn thành cự ly thi đấu của mình. Các vận động viên đã chạy tới Bồn Binh, đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương. Chỉ còn khoảng gần 2.000m nữa thôi thì các vận động viên cũng sẽ hoàn thành cự ly của mình. Ở nội dung 10.000m nam có 23 vận động viên đăng ký đến từ các đơn vị Quảng Trị, Kon Tum, Thanh Hóa, Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên Đà Nẵng.
Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và đơn vị Lai Châu, khối phòng giáo dục đào tạo và khối trung học phổ thông, thì ban tổ chức cũng rất muốn chờ đợi được sự phát triển của các vận động viên và đặc biệt là các đơn vị để thúc đẩy được phong trào việt giã trong khối trường học. Và chúng ta trở lại với nội dung 10.000 mấy năm. Hiện tại thì vận động viên đang tạm gián đầu vẫn là vận động viên mang áo số đen 10 Hà Văn Nhật đến từ đơn vị Thanh Hóa. Và vận động viên đang giành vị trí thứ nhì đó là vận động viên mang áo số đen 16 Trình Quốc Lượng của đơn vị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng. Và như vậy Trình Quốc Lượng cũng đã vươn lên. Rất bất ngờ thì chúng ta thấy rằng là được đánh giá khá cao. Tuy nhiên thì hiện tại khoảng cách giữa các vận động viên dẫn đầu với Lê Quang Hòa, một ứng cử viên cho mùa giải trước khi Dương Vàng mùa giải năm nay, lại có một khoảng cách có thể nói là không tốt. Những mấy cuối cùng của nội dung 10.000 mấy năm khối hệ đội tuyển, chúng ta có xem chờ đợi xem có được bứt phát nào không. Ban tổ chức tiến hành trao thưởng những bước chạy sẽ chạy vững chắc của vận động viên Quốc Lượng đến từ Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng. Những chạy có thể nói là khá vững chắc. Một phản kích có thể nói là an toàn đối với 016 Trình Quốc Lượng. Và xin được chúc mừng vận động viên Trình Quốc Lượng đến từ đơn vị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã giành huy chương vàng ở nội dung 10.000 mấy năm. Huy chương bạc xin được chúc mừng vận động viên Hà Văn Nhật đến từ đơn vị Thanh Hóa. Dù không có kết quả tốt, tuy nhiên chúng ta vẫn chúc mừng vận động viên có số đeo 001 Lê Quang Hoa đã đạt huy chương đồng. Chúng ta chờ đợi một cú hat-trick dành cho vận động viên Lê Quang Hoa ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Ở năm 2018 và năm 2019 thì Lê Quang Hoa giành huy chương vàng. Và chúng ta chờ đợi và hy vọng một cú hat-trick dành cho vận động viên đến từ Quảng Trị. Tuy nhiên năm nay thì một số vận động viên đến từ các đơn vị như là Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và đơn vị Thanh Hóa cũng đã cho thấy được sự nỗ lực của mình và giành vị trí huy chương vàng và huy chương bạc. Các vận động viên hệ đội tuyển ở 10.000 mét nam khối hệ đội tuyển cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Và như vậy nội dung đợt 7 1.500 mét nữ khối trung học phổ thông đã được xuất phát. Sự bứt tốc rất mạnh mẽ ngay từ đầu của khối học sinh trung học phổ thông nữ ở nội dung 1.500 mét. Ở nội dung này gồm các trường trung học phổ thông tham gia, đó là trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, trường trung học dân phổ thông trung học dân tộc nội trú Phước Sơn, dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, trường trung học phổ thông Ao Cơ, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm, trường trung học phổ thông Đỗ Đăng Tuyển, trường trung học phổ thông Khâm Đức, Lê Hồng Phong, Nam Trà My, Nguyễn Dục, Nguyễn Di Hiệu, Nguyễn Hiền, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thái Bình, Phạm Hữu Thứ, trường trung học phổ thông Sào Nam, trung học phổ thông Thái Phiên và trường trung học phổ thông Võ Chí Công. Trường một mùa giải năm nay không có sự tham gia của trường trung học phổ thông Hồ Nghinh của đơn vị huyện Duy Xuyên, bởi lẽ đây là một trong những cái nôi phong trào việt giã không chỉ riêng huyện Duy Xuyên mà của tỉnh nhà Quảng Nam. Vận động viên đang tạm giảng đầu ở nội dung 1.500m nữ khối trung học phổ thông, đó vận động viên có số đeo 054 vận động viên A Lăng Thị Nhiết của đơn vị trường trung học phổ thông Võ Chí Công. Trong tốp đầu chúng tôi thấy có sự góp mặt của vận động viên có số đeo 007 Arachmai
của đơn vị trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Ở nội dung này, mùa giải năm 2019 thì huy chương vàng thuộc về vận động viên Hồ Thị Máy của đơn vị trường trung học phổ thông Không Đức. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Khánh Linh của trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Huy chương đồng vận động viên Arac Mai. Vận động viên Arac Mai năm nay đang đeo số đeo 10007 và vận động viên Arac Mai cũng đang tạm dẫn đầu tính tới những mấy đầu tiên của nội dung 1500 mấy nữ. Về thứ tư ở mùa giải năm 2019 thuộc về vận động viên Trần Thị Hoàng của đơn vị trường trung học phổ thông Hồ Nghinh. Và vị thứ năm là vận động viên Yeram Thị A Pin của trường trung học phổ thông Võ Chí Công. Như dự đoán của chúng tôi thì vận động viên Arac Mai cũng đã có được một vị trí có thể nói là tạm dẫn đầu. Đang bám sát phía sau đó là vận động viên có số đeo 043. Vận động viên Phạm Thị Như Ý của đơn vị trung học phổ thông Phạm Phú Thứ. Đối với những hoạt động phong trào thể dục thể thao của tỉnh nhà Quảng Nam được trở lại đó là điều động viên cho những người làm công tác phong trào và đặc biệt phục vụ khán giả. Và trên màn hình nhỏ quý vị có bàn đây là nội dung cự ly 3.000 mấy năm khấu phong trào. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Dư Râm Hồng Linh của đơn vị công an tỉnh. Huy chương bạc vận động viên Bùi Ríu Nhìn của đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Bùi Ríu Cứu của đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hoạt động phong trào thể dục thể thao của tỉnh nhà Quảng Nam từ nay đến cuối năm còn một số giải thi đấu được tổ chức và gần nhất là vào ngày 3 và ngày 4 tới đây sẽ tổ chức giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam được tổ chức tại hồ bơi trung tâm thanh thiếu niên miền Trung. Đó là một trong những giải đấu cũng rất được chờ đợi quan tâm bởi lẽ những tài năng bơi lội trẻ của tỉnh nhà cũng đã được phát hiện và ươm mầm từ các giải đấu này. Và vậy nội dung ở nội dung 1500 mấy nữ khối sữa ban ngành cũng đã được xuất phát. Chúng ta trở lại với nội dung dẫn đầu đó là vận động viên có số đeo 043 Phạm Thị Như Ý của đơn vị trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ. Có thể nói là khá nỗ lực. Vận động viên đang tạm dẫn gì đó là vận động viên mang số đeo 017 Nguyễn Hoàng Văn của đơn vị trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Và những mấy cuối cùng đầy nỗ lực của vận động viên có số đeo 043 xin được chúc mừng vận động viên Phạm Thị Như Ý của đơn vị trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ đã giành huy chương vàng ở nội dung 1500 mấy nữ khối trung học phổ thông. Rất tiếc những mấy đầu có thể nói là bỏ khá xa cầu thủ, tuy nhiên vận động viên Arac Mai và kể cả Nguyễn Thị Khánh Linh, hai vận động viên đã xuất sắc giành huy chương bạc và huy chương đồng mùa giải năm 2019 lại không có thành tích tốt ở đợt chạy này. Và một lần nữa xin được chúc mừng đầy sự đầy nỗ lực của vận động viên có số đeo 043 Phạm Thị Như Ý đến từ trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ. Ở nội dung này, giải đồng đội ở mùa giải năm 2019 nhắc đồng đội thuộc về trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, giải nhì thuộc về trường trung học phổ thông Võ Chí Công và giải ba thuộc về trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam. Sau nội dung thi đấu 1500 mét nữ khối sữa ban ngành thì chúng ta sẽ đến với nội dung thi đấu 2000 mét nam khối trung học phổ thông. Ở nội dung 1500 mét nữ khối sữa ban ngành thì chúng ta rất chờ đợi và sự quan tâm đến các vận động viên đến từ công đoàn ngành giáo dục. Bởi lẽ ở mùa giải năm 2019 thì 4 vận động viên của công đoàn ngành giáo dục đều giành giải. Và trên màn nhỏ quý vị vàng đây là nội dung trao thưởng ở nội dung 5000 mét nam khối đồng bằng. Giải nhất thuộc về vận động viên Lê Ngọc Hoàng đến từ đơn vị Điền Bàn. Giải nhì Nguyễn Thái Tuấn đơn vị Duy Xuyên. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Trần Hữu Sự của đơn vị Thăng Bình. Hồ Anh Quân
đơn vị Tam Kỳ giành vị thứ tư và Nguyễn Văn Sĩ, đơn vị Núi Thành đạt giải năm ở nội dung 5.000 mấy năm khối các huyện, thị xã, thành phố Đông Bang. Chúng ta trở lại với nội dung 1.500 mấy nữ khối sữa băng Anh. Vận động viên đang tạm dẫn đầu đó là vận động viên có số đeo 029, vận động viên Nguyễn Thị Minh Yến đến từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam. Năm nay thì đơn vị công đoàn ngành y tế không tham dự. Ở mùa giải năm 2019 thì vận động viên Quỳnh Thị Hoa đã đạt huy chương đồng của công đoàn ngành y tế, có thể nói thi đấu khá xuất sắc và để lại một dấu ấn tốt đẹp. Tuy nhiên mùa giải năm nay thì công đoàn ngành y tế lại không tham dự. Vận động viên đang tạm dẫn đầu đó là vận động viên có số đeo 033, vận động viên Trần Thị Thương của công đoàn ngành giáo dục. Đây là vận động viên đã đoạt huy chương vàng ở mùa giải Việt giả truyền thống Báo Quảng Nam năm 2019. Và với những bước chạy vững chắc như thế này thì chắc có lẽ là một cú đúp huy chương vàng ở mùa giải năm 2020 này sẽ thuộc về vận động viên có số đeo 033 Trần Thị Thương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh Kim Quảng lúc này là vận động viên nữ đã về nhất ở nội dung chuyên nghiệp nữ 5.000m. Xin chào bạn có thể giới thiệu bản thân mình khán giả được không ạ? Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Phúc, là vận động viên điền kinh của đội trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng. Bạn tham gia thi đấu chuyên nghiệp từ năm nào và bạn tham gia giải Việt giả truyền thống Bắc Quảng Nam được bao nhiêu mùa rồi? Tôi thi đấu từ năm 2004 đến bây giờ và đây là lần đầu tiên tôi đến tỉnh Quảng Nam để tham gia giải thi đấu lần này. Lần đầu tiên, vậy cảm giác của bạn như thế nào khi tham gia giải Việt giả truyền thống Bắc Quảng Nam mở rộng và bạn đánh giá như thế nào về công tác tổ chức? Có đáp ứng được với một vận động viên chuyên nghiệp như bạn để có thể rèn luyện không? Tôi đến đây là tham gia thi đấu và lần đầu tiên tôi được giành giải cao nhất, được huy chương vàng ở nội dung 5 km, và tôi thấy cảm giác của chúng mình rồi tôi rất là hạnh phúc và tôi thật sự rất là tự hào vì đã góp sức vào cái giải thành công của giải hôm nay, và cũng giống như cái công tác chuẩn bị và công tác tất cả các đoàn vận động viên của chúng tôi đến đây đã được sự tiếp đón rất là cẩn thận, đưa đón cũng giống như là dịch vụ ăn uống, phòng ở, cũng giống như công tác tổ chức. Chúng tôi thấy là cái thứ nhất là khi chúng tôi tập trung vào chỗ tập kết thì về phòng âm thanh rất là rõ ràng và tất cả các trình tự để chuẩn bị một cái giải của ban tổ chức là nó có xếp hạng nhất, nhì, ba rõ ràng, và tất cả các hệ thống giống như là giao thông, các chú cảnh sát cũng giống như là ban tổ chức đã đưa chúng tôi dẫn chúng tôi thi đấu trong cái lộ trình rất là an toàn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không có bị vận động viên nào bị lạc đường hết, và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng thấy cái thi đấu này nó rất là chuyên nghiệp. Tôi thấy nó rất là chuyên nghiệp về đồng phục cũng giống như là đơn vị tài trợ, rồi công tác tổ chức ứng cử của vận động viên nó hoàn rất, theo tôi đánh giá thì rất hoàn hảo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Nội dung 2.000m ở trường Trung học phổ thông. Và như vậy nội dung 1.500m nữ khối sữa băng Anh cũng đã kết thúc. Vận động viên đoạt huy chương vàng đó là vận viên có số đeo 033 Trần Thị Thương. Và như vậy Trần Thị Thương đã bảo vệ thành công huy chương vàng của mình ở mùa giải năm nay. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt, và Nguyễn Thị Nguyệt cũng đã bảo vệ thành công huy chương bạc. Và đây mà nhỏ quý vị các bạn, đây là nội dung xuất phát của nội dung 2.000m khối trung học phổ thông. Đây cũng là một trong những nội dung cũng rất đáng được chờ đợi xem. Như chúng tôi cũng đã nói ở nội dung trung học, các nội dung thi đấu của trung học phổ thông nữ, thì nội dung trung học phổ thông dành cho nam thì trường trung học phổ thông Hồ Nghinh và trường trung học phổ thông Tiểu La, đây là hai đơn vị có phong trào Việt giả mạnh, lại năm này không tham gia. Và chúng ta nhớ ở mùa giải năm 2019 thì vận động viên Đoàn Ngọc Thịnh của đơn vị trường trung học phổ thông Hồ Nghinh đã xuất sắc lập một cú hat-trick 3 mùa giải liên tiếp đạt huy chương vàng. Và ở mùa giải năm nay thì Ngọc Thịnh đã cuối cấp, và chính vì thế trường trung học phổ thông Hồ Nghinh cũng không đăng ký tham gia và không thể duy trì được mạch thành tích mà Đoàn Ngọc Thịnh đã tạo ra đối với phong trào Việt giả khối trung học phổ thông.
Ở nội dung này, năm 2019, huy chương vàng thuộc về vận động viên Đoàn Ngọc Thịnh đến từ trường Trung học phổ thông Hồ Nghinh, huy chương bạc Đoàn Văn Quốc của đơn vị trường Trung học phổ thông Tiểu La, huy chương đồng thuộc về Bà Long Móc đến từ đơn vị trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, vị trí thứ tư Công Phúc của đơn vị trường Trung học phổ thông Hồ Nghinh và vị trí thứ năm là vận động viên Ta Coi Táo đến từ trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Quảng Nam. Những vận động viên nằm trong top 5 ở mùa giải năm 2019 lại không có trong danh sách thi đấu ở nội dung này năm 2020. Vận động viên đang tạm dẫn đầu đó là vận động viên có số đều 052 Trần Văn Trai đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Sau nội dung 2000m nam khối trung học phổ thông sẽ đến đợt chạy thứ 10, nội dung 2000m nam khối các sở ban ngành và lực lượng vũ trang. Ở nội dung này có số lượng vận động viên đăng ký tham gia cũng khá là đông, với số lượng 93 vận động viên đến từ 32 đoàn. Vận động viên có số đều 009 Ta Coi Táo đến từ trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh cũng đang tạm dẫn đầu. Ở mùa giải năm 2019 về đồng đội, nhất đồng đội thuộc về trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, giải nhì thuộc về trường Trung học phổ thông Võ Chí Công và giải ba thuộc về trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Quảng Nam. Những bước sải chân chắc chắn của vận viên Ta Coi Táo đến từ trường Trung học Dân tộc Nội Trú tỉnh. Ở mùa giải năm nay thì trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh đăng ký 4 vận động viên. Đó là vận động viên Hiên Thứ, vận động viên Dư Râm Tuấn, vận động viên đang tạm dẫn đầu đó là vận động viên Ta Coi Táo và vận động viên A Đinh Đoan. Đây là 4 vận động viên của trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh. Ở nội dung cự ly 5000m nam khối huyện miền núi, huy chương vàng thuộc về vận động viên Bùi Triệu Bằng đơn vị Tây Giang, huy chương bạc Nguyễn Văn Yến đơn vị Bắc Trà My, huy chương đồng A Lan Ăn đến từ đơn vị Tây Giang. Vận động viên vị thứ tư của lớp Sammy đến từ Nam Giang và vận viên thứ năm là Cao Văn Năng đứng từ đơn vị Phước Sơn. Vẫn là Ta Coi Táo đang tạm dẫn đầu, một khoảng cách có thể nói là khá an toàn đối với vận động viên đang chạy vị trí thứ hai. Chúng ta chỉ còn 2 đợt chạy nữa sẽ kết thúc mùa giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ 24 năm 2020. Các nội dung thi đấu đã trải qua 9 nội dung mà nội dung quý vị các bạn đang được dự khán xem trên truyền hình. Đó là nội dung thi đấu đợt thứ 9, nội dung 2000m nam khối trung học phổ thông. Các vận động viên nam khối trung học phổ thông cũng đang dần dần tiến về đích và sự chắc chắn ở vị trí dẫn đầu đang tạm thuộc về vận động viên mang áo số đeo 009 Ta Coi Táo của trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Quảng Nam. Ở trên màn hình nhỏ quý vị các bạn, đây là đợt chạy thứ 10, đợt chạy dành cho 2000m nam khối sở ban ngành và lực lượng vũ trang. Và như vậy nội dung 2000m nam khối sở ban ngành và lực lượng vũ trang đã được xuất phát. Ở nội dung này có 93 vận động viên của 32 đoàn tham dự. Và sự bứt phá, chúng ta xem sự so kè những mấy cuối cùng của các vận động viên nam của khối trung học phổ thông. Khá kịch tính
Và như vậy xin được chúc mừng vận động viên có số đeo 009 Ta Côi Táo của trường trung học dân tộc nội trú tỉnh. Và vận động viên vị thứ 5, vận động viên có số đeo 025 Hồ Văn Tùng của trường trung học phổ thông Khâm Đức. Và các vận động viên cũng đã nỗ lực để hoàn thành cự ly của mình. Các vận động viên cũng đã rất nỗ lực, bởi lẽ chúng ta biết rằng ở các nội dung thi đấu dành cho khối trung học phổ thông và khối phạm dục thì các vận động viên phải nỗ lực để có được một thành tích thứ hạng tốt nhất để tính thành tích đồng đội của mình. Khá nỗ lực, các vận động viên nam khối trung học phổ thông cũng đã dần dần hoàn thành cự ly 2000m nam của mình. Nội dung thi đấu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay đó là nội dung 3000m nữ khối các huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng và miền núi cũng đã được khởi tranh. Đây là một trong những nội dung cũng rất đáng được chờ đợi xem. Thưa quý vị, như vậy là hai nội dung 5000m nữ chuyên nghiệp và 10000m nam chuyên nghiệp đã hoàn thành. Và bây giờ bên cạnh Kim Quảng là bạn Trịnh Quốc Lượng, là vận động viên đến từ đoàn thể dục thể thao Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, là vận động viên đã về nhất ở nội dung 10000m nam chuyên nghiệp. Bạn có thể cho biết rằng để đến với giải ngày hôm nay thì đơn vị đã tạo điều kiện như cho bạn như thế nào để bạn tập luyện? Được sự quan tâm của cấp ủy, ban chỉ huy, được sự quan tâm của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, ban chỉ huy đoàn thể dục thể thao Bộ Biên phòng thì luôn tạo điều kiện cho đội và được tập huấn các giải, được tập huấn và thi đấu các giải phong trào để học hỏi kinh nghiệm, để tham gia làm tiền đề tốt để tham gia các giải vô địch quốc gia. Vâng. Vậy thành tích cao nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của bạn là gì, và đến với giải này là bạn đến với giải Việt giả truyền thống Bắc Quảng Nam mở rộng lần thứ mấy, và kết quả ngày hôm nay thì bạn và đồng đội có bất ngờ hay không? Vâng. Đây là lần thứ 2 em tham dự giải và em khá là bất ngờ khi được giải nhất. Và thành tích tốt nhất của em là 3 năm liền huy chương bạc giải báo tiền phong quốc gia và huy chương bạc đại hội 2018 nội dung marathon. Vâng. Xin chúc mừng cho những thành tích bạn đạt được và mong rằng bạn sẽ được thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn bạn. Đối với khối này chúng ta rất được chờ đợi xem màn bứt phá của đổ ngôi của các công đoàn, các ngành sở ban ngành. Bởi vì mùa giải năm 2019 thì các vị trí huy chương bạc, huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về các vận động viên đến từ công đoàn ngành giáo dục. Trong nội dung thi đấu này có khối lực lượng vũ trang, và những vận động viên mà chúng ta cũng chú ý để đáng được chờ đợi xem đó là vận động viên có số đeo 001 Đỗ Thanh Ly. Vận động viên đã đoạt huy chương vàng nội dung 3000m nam phong trào năm 2019. Vận động viên Phạm Tấn Điện của Công an tỉnh Quảng Nam. Vận động viên đã đoạt huy chương bạc nội dung 3000m nam khối học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề lực lượng vũ trang năm 2019. Và trong đó có vận động viên mang áo số đeo 006 Đỗ Văn Phôn của Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã về vị trí thứ 5. Chúng ta trở lại với nội dung thi đấu 2000m nam khối sở ban ngành lực lượng vũ trang. Vận động viên đang tạm vào dẫn đầu đó là vận động viên có số đeo 005 Võ Anh Dũng đến từ đơn vị ban dân vận tỉnh ủy. Xin lỗi quý vị các bạn, đối với vận động viên mang áo số đeo 005 màu xanh riêng đó là vận động viên Phạm Tấn Điền của đơn vị công an tỉnh Quảng Nam. Vận động viên mang số đeo 003 Ríu Di của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tạm vươn lên. Các vận động viên có màu số đeo màu xanh riêng là các vận động viên của khối lực lượng vũ trang, và các vận động viên có màu áo số đeo đỏ là các vận động viên của khối sở ban ngành. Ríu Di và vận động viên mang số đeo 005 Phạm Tấn Điền cũng đang tạm dẫn đầu ở nội dung khối lực lượng vũ trang 2000m nam khối lực lượng vũ trang. Các vận động viên 3000m nữ có huyện, thị xã, thành phố, đồng bằng và miền núi về vị trí. Những mét cuối cùng của nội dung 2000m nam khối các sự ban ngành và lực lượng vũ trang. Vận động viên đang tạm dẫn đầu vẫn là vận động viên có số đeo 003 Ríu Di đến từ đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sự nỗ lực của các vận động viên tốt đầu ở nội dung những mét cuối cùng của nội dung 2000m nam khối các sở ban ngành và lực lượng vũ trang. Vâng, xin được chúc mừng vận động viên có số đeo 003 Ríu Duy của đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự
Huy chương bạc thuộc về vận động viên Phạm Tấn Điện của Công an tỉnh Quảng Nam. Và chúng ta chờ đợi đến các vận động viên nam khối các sở ban ngành. Và như vậy, nội dung cuối cùng trong khuôn khổ giải Việt giã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ 24 năm 2020, nội dung 3.000 mét nữ khối miền đồng bằng và miền núi cũng đã được xuất phát. Vận động viên đang dẫn đầu nội dung 3.000 mét nữ khối đồng bằng và miền núi, đó là vận viên có số đều 017, vận động viên Lý Diễm Hằng. Lý Diễm Hằng là vận động viên đã đoạt huy chương vàng ở mùa giải năm 2019. Và mùa giải năm nay, các vận động viên như là Nguyễn Thị Văn của đơn vị Điện Bàn, Nguyễn Nho Phương Thảo của đơn vị Điện Bàn và Hồ Thị Thu Thủy Đại Lộc, Võ Thị Thu Thảo của đơn vị Hội An cũng có thể nói là một sự cạnh tranh đối với tấm huy chương vàng ở mùa giải năm 2020 này. Đối với thành tích của các vận động viên ở khối này ở năm 2019, vận động viên Lý Diễm Hằng đoạt huy chương vàng, huy chương bạc thuộc về hai vận động viên, huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về hai vận động viên của đơn vị huyện Điện Bàn, thị xã Điện Bàn, đó là Nguyễn Thị Văn và Nguyễn Nho Phương Thảo. Vị thứ tư ở nội dung này năm 2019 thuộc về vận động viên Hồ Thị Thu Thủy của đơn vị Đại Lộc, và vị thứ năm thuộc về vận động viên Võ Thị Thu Thảo của đơn vị Hội An. Đối với đơn vị Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Đại Lộc có phong trào có thể nói là việt giã khá mạnh trong những năm qua, và đặc biệt đối với thành phố Tam Kỳ hàng năm thường tổ chức giải việt giã truyền thống sang banh vì sức khỏe cộng đồng, đã phát hiện ra những tài năng và trong đó có vận động viên mang áo số đều 017, vận động viên Lý Diễm Hằng. Với sự tính toán khoa học trong việc bố trí các nội dung chạy ở mùa giải năm 2020 này, các nội dung chạy đã được bố trí một cách hợp lý và khoảng thời gian được rút ngắn hơn so với mỗi năm. Và trên màn hình nhỏ quý của bạn, đây là nội dung thi đấu cuối cùng của mùa giải Việt giã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ 24 năm 2020. Đó là nội dung 3.000 mét nữ khối đồng bằng và miền núi. Ở nội dung này có 47 vận động viên tham gia đến từ các đơn vị, 7 đơn vị đến từ huyện miền núi và 5 đơn vị đến từ các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Ban tổ chức đang trao thưởng ở nội dung nữ khối sở ban ngành. Lý Diễm Hằng đang ung dung có được một vị trí tốt ở cự ly 3.000 mét và cự ly có thể nói là sở trường của vận động viên này. Ở đồng đầu nữ mùa giải năm 2019 thì giải nhất đã thuộc về đơn vị thị xã Điện Bàn, giải nhì thuộc về đơn vị thành phố Tam Kỳ và giải ba thuộc về đơn vị thành phố Hội An. Những đơn vị có phong trào việt giã mạnh trong địa bàn của tỉnh và toàn đoàn ở khối đồng bằng và miền núi. Và ở khối đồng bằng thì mùa giải năm 2019 nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Tam Kỳ, giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị thị xã Điện Bàn và giải ba thuộc về thành phố Hội An. Những đơn vị tham gia ở nội dung 3.000 mét nữ khối đồng bằng và miền núi năm nay, đối với khối đồng bằng các đơn vị như huyện Thăng Bình, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ. Đối với các đơn vị miền núi tham dự mùa giải năm nay gồm có đơn vị Nam Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn và Nông Sơn. Trên màn nhỏ quý vị của bạn, đây là kết quả của nội dung 1.500 mét nữ khối trung học phổ thông. Đối với các đơn vị khối đồng bằng và miền núi, sau khi có kế hoạch trở lại các bộ môn thi đấu thể thao của
tỉnh Quảng Nam thì các đơn vị đã gấp rút tập luyện một cách chu đáo để có được một thành tích tốt trong những giải mà ban tổ chức và đặc biệt đó là giải Việt Dã. Chính vì thế nên các đơn vị có được một sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực. Kế hoạch hoạt động phong trào thể dục thể thao của tỉnh nhà Quảng Nam trong những tháng còn lại gồm có môn bơi lội các nhóm tuổi được tổ chức trong ngày 3 và ngày 4 tháng 10 này. Tiếp đó là giải bóng chuyền nữ được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. Cuối tháng 10 sẽ là giải bóng đá vô địch trên cúp Ba Đình tỉnh Quảng Nam và giải bóng đá nhi đồng các câu lạc bộ trên địa bàn của tỉnh và kết thúc kế hoạch hoạt động thể thao năm 2020 với giải bóng chuyền nam được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2020 này. Các vận động viên ở nội dung 3.000 m nữ khối huyện Đồng Bằng và miền núi cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Lý Diêm Hằng vẫn đang dẫn đầu. Hai khối nữ Đồng Bằng và miền núi chạy chung cùng một đợt. Tuy nhiên thành tích ban tổ chức sẽ tính riêng cho mỗi khối. Và để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi thì đối với các vận động viên nữ khối Đồng Bằng có màu số đeo màu trắng và các vận động viên huyện miền núi có màu số đeo màu vàng. Và hiện tại thì một vận động viên của huyện miền núi cũng đang tạm chạy vị trí thứ nhì sau Lý Diễm Hằng và chúng ta chờ đợi vận động viên đó thuộc về đơn vị nào. Những bước chạy có thể nói là khá bền bỉ và vững chắc của vận động viên mang áo số đeo 017 Lý Diễm Hằng. Và chắc chắn không có gì thay đổi thì Lý Diễm Hằng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà vận động viên này đã đoạt được ở mùa giải năm 2019. Thưa ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Thưa ông, giải Việt Dã truyền thống Bắc Quảng Nam hàng năm thu hút một lượng lớn vận động viên là học sinh tham gia. Vậy ông đánh giá như thế nào về tác động của giải đối với phong trào rèn luyện thể dục thể thao của nhà trường ạ? Giải Việt Dã của truyền thống của Bắc Quảng Nam á thì được tổ chức hàng năm và đối với khối giáo dục, nói nhất là đối với học sinh thì sẽ được các đơn vị phòng giáo dục đào tạo và các trường trung học phổ thông triển khai đến rất sớm đến các học sinh, tạo thành một cái phong trào luyện tập rèn luyện thể thao thường xuyên. Và qua đó thì các cái đơn vị đã tổ chức thi ở các cấp phòng giáo dục đào tạo ở trường để chọn ra những cái vận động viên và tham gia cái giải. Và cũng qua đó thì phát hiện một số em có năng khiếu và tiếp tục bồi dưỡng để chuẩn bị cho các cái giải thể thao ở cái mức cao hơn, như là các giải hội khỏe phù đổng rồi các giải thể thao toàn quốc. Cảm ơn ông. Và như vậy những mấy cuối cùng của nội dung 3.000m nữ khối Đồng Bằng và miền núi, vận động viên dẫn đầu vẫn là vận động viên có số đeo 017 Lý Diễm Hằng. Và khá nhanh chóng các vận động viên nữ cũng đã dần hoàn thành cự ly 3.000m của mình. Vận động viên Bling Thị Anh của Tây Giang cũng đang có được một kết quả tốt ở vị trí của khối của mình. Và xin được chúc mừng vận động viên Lý Diễm Hằng của đơn vị thành phố Tam Kỳ đã đoạt huy chương vàng ở nội dung 3.000 m nữ khối Đồng Bằng miền núi và xin được chúc mừng vận động viên 006 Hồ Thị Nguyễn của đơn vị Hiệp Đức cũng đã giành được huy chương vàng ở nội dung 3.000 m nữ khối miền núi. Các vận động viên cũng đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Vâng, xin được chúc mừng các vận động viên ở khối Đồng Bằng và miền núi ở nội dung 3.000m nữ cũng đã hoàn thành cự ly của mình.
Đó là sự nỗ lực của các vận động viên cũng đã khép lại các nội dung thi đấu của mùa giải Việt giã năm nay. Sự nỗ lực của tất cả các vận động viên, đặc biệt của khối nữ đồng bằng và miền núi, và họ cũng đã nỗ lực để có được thành tích tốt và cố gắng về thứ hạng cao để tính đồng đội và toàn đoàn cho khối đồng bằng và miền núi ở mùa giải Việt giã truyền thống Báo Quảng Nam năm nay. Các vận động viên đã dần dần hoàn thành cự ly của mình. Sự nỗ lực của các vận động viên ở top sau, tuy nhiên thì sự nỗ lực đó cũng đã là một điều rất khích lệ dành cho các vận động viên. Và kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình thân mến, qua 24 năm tổ chức, từ mùa giải đầu tiên với bộn bề khó khăn của những ngày chia tách tỉnh năm 1997, ban tổ chức giải gồm 7 thành viên và 3 doanh nghiệp đồng hành với Báo Quảng Nam đã thể hiện sự gắn bó mật thiết, cộng đồng trách nhiệm vì phong trào chung của tỉnh, góp phần tạo nên sự thành công cho giải đấu này. Vâng, thưa ông Lê Văn Nhi, tổng biên tập Báo Quảng Nam, với vai trò là trưởng ban tổ chức giải Việt giã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ 24 năm 2020. Ông đánh giá như thế nào về giải lần này ạ? Có thể nói rằng cho đến thời điểm này thì giải Việt giã truyền thống của Báo Quảng Nam lần thứ 24 thành công hết sức tốt đẹp. Vâng, ông có thể cho biết về công tác tổ chức cũng như quá trình chuẩn bị như thế nào về cái giải năm nay ạ? Có thể nói là năm nay là một cái giải hết sức đặc biệt. Ngay sau Tết thì cái đại dịch Covid ảnh hưởng đến Quảng Nam, và sau đó thì có một đợt thứ hai. Cho nên là công tác chuẩn bị ban đầu thì cũng hết sức cập rập. Nhưng mà khi cái công tác dịch bệnh, việc kiểm soát dịch bệnh được khống chế trên cái phạm vi toàn quốc thì chúng tôi quyết định tổ chức cái giải Việt giã năm nay trong một thời gian ngắn, nhưng mà các cơ quan thành viên ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức nghiêm túc, chú đáo mọi khâu, đặc biệt là các lực lượng vận động viên trong và ngoài tỉnh cũng rất là hào hứng hưởng ứng tham gia. Cho nên là mọi công tác chuẩn bị, kể cả các đảm bảo về mặt y tế, thì chúng tôi hết sức chăm lo và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Cho nên là các cái hoạt động khai mạc cũng như thi đấu thì cho đến giờ phút này diễn ra hết sức an toàn. Xin cảm ơn ông. Và các bạn vừa theo dõi những hình ảnh rất là sinh động, những cuộc bứt phá ngoạn mục của các vận động viên trên đường đua. Vâng, giải Việt giã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ 24 năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở giải này năm sau. Thân ái, chào tạm biệt.